Sáng 20 tháng 6, tỉnh đoàn Kon Tum đã tổ chức gặp mặt phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Dự gặp mặt đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt chặng đường 98 năm xây dựng và phát triển. Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh đoàn chúc mừng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, người làm báo trên địa bàn tỉnh, khẳng định những đóng góp to lớn của báo chí đối với công tác thông tin, tuyên truyền trên tất cả các mặt lĩnh vực của đời sống, trong đó có công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, đội ngũ người làm báo của tỉnh tiếp tục đồng hành, phối hợp hiệu quả với các cấp bộ đoàn để truyền thông kịp thời những hoạt động xung kích tình nguyện của tuổi trẻ gắn với lan tỏa gương điển hình tiên tiến, cách làm hay. Đội ngũ người làm báo của tỉnh đề nghị tỉnh đoàn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ hoạt động tác nghiệp, nhất là đợt cao điểm của chiến dịch tiếp sức mùa thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra cuối tháng 6 này.